Chào các bạn, đây là thành phẩm của món cháo sườn mình vừa mới làm xong đây. Cháo sườn sánh ngon và không hề bị nhão khi mà các bạn để nguội. Và làm sao để chúng ta làm được một cái món cháo sườn rất là sánh ngon như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món cháo sườn các bạn nhé. Để nấu món cháo này được nhanh nhừ và nó có cái độ nhuyễn, độ sánh và không bị chảy nước khi mà các bạn để nguội thì mình sẽ có một cái mẹo nhỏ. Ở đây thì để phần cháo sườn được ngon thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái xương ống của chân giò ấy các bạn. Thì các bạn ninh nước, các bạn sẽ thấy là cái phần cháo của chúng ta nó rất là ngọt. Đây là cái phần sườn. Sườn này thì các bạn mua sườn về. Đó. Và thêm một ít thịt bắp để chúng ta cho vào cùng với cháo, nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Các bạn chuẩn bị 50g gạo nếp, 200g gạo để nấu cơm, gạo tẻ bình thường, hành khô. Sẽ vo gạo sau đó để ráo, và cái phần nước vo gạo này các bạn sử dụng để rửa cái xương sườn thì nó sẽ rất là sạch. Tuy nhiên để nó sạch hơn và hết đi cái mùi tanh thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình một muỗng cà phê muối. Cho phần xương và thịt vào và các bạn sẽ để trong khoảng thời gian là 10 phút. Khi mà các bạn đã ngâm cái phần thịt và xương được 10 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ rửa lại thật là sạch. Cái phần thịt ở sườn này thì các bạn sẽ lọc ra nhé. Cái phần thịt sườn này nó rất là giòn và nó có cái độ dai, chắc và rất ngọt thịt. Các bạn sẽ lọc riêng để lát nữa chúng ta băm. Còn ninh cháo thì mình sẽ chỉ ninh với cả cái phần xương không thôi. Sau khi mà các bạn đã lọc được cái phần thịt sườn ra rồi thì bây giờ các bạn sẽ băm nhỏ ra nhé. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn băm, các bạn thấy phần thịt nó nhỏ được như thế này rồi thì các bạn sẽ dừng nhé. Đấy, cái phần hành này thì các bạn sẽ băm thật nhỏ cho mình nhé. Để ninh cháo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi cơm điện nhé. Sau đó các bạn cho hết cái phần xương vào, tiếp nữa là phần gạo. Và cho vào đây 3 lít nước. Để cháo nhanh nhừ hơn thì các bạn sẽ thêm vào đây một muỗng cà phê muối. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cắm bếp lên nhé. Và khi mà các bạn cắm cháo thì mình có một cái lưu ý nhỏ thôi, đó là các bạn sẽ dùng cái đũa các bạn kê vào đây nhé, để khi mà nó sôi nó cũng không bị trào cái phần nước ra ngoài các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu nhé, để chúng ta phi thơm cái phần hành khô lên. Các bạn phi làm sao để cho cái phần hành khô này nó thật là vàng. Khi các bạn thấy cái phần hành khô nó bắt đầu vàng lên như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần thịt chúng ta vừa mới băm nhỏ vào nhé. Thank you.
chín cái phần thịt này luôn. Các bạn nêm nếm gia vị nhé, một muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, đảo đều cho phần thịt săn lại. Các bạn xào thấy phần thịt nó đã bắt đầu chín tới như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Món này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình hành lá, tía tô hoặc là mùi tàu. Cái phần đầu hành này thì các bạn sẽ thái mỏng, thật là mỏng. Còn cái phần lá ở phía sau này thì các bạn sẽ thái chung với cả cái phần mùi tàu. Thì các bạn sẽ thái cho mình nó không nhỏ quá. Ơi! Sau khi mà các bạn thấy cái phần cháo nó đã bắt đầu cạn như thế này rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái muỗng như thế này nhá, để các bạn quấy. Các bạn sẽ quấy như thế này để cho cái phần cháo nó được nhừ. Và đây, sau khi mà các bạn nó quấy xong rồi thì các bạn sẽ vớt riêng cái phần xương ra cho mình nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã vớt hết cái phần xương rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị nhé. Các bạn sẽ thêm vào đây cho mình 1,5 muỗng bột ngọt, quấy đều. Và cho cái phần thịt mà chúng ta đã xào qua vào đây. Nếu như các bạn muốn ăn cháo loãng hơn thì thêm nước và đun thêm từ 10 đến 15 phút. Lúc này thì các bạn cứ quấy như vậy để cái phần cháo nó được nhuyễn nha. Ở đây thì mình sẽ thêm một chút xíu nước để cho phần cháo nó không quá đặc. Sau khi mà các bạn đã đun thêm được 10 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ thêm cho mình phần vào đây 3 muỗng cà phê bột bắp, hoặc là các bạn có thể sử dụng bột năng nhé. Các bạn cho vào thì cháo nó sẽ có cái độ sánh, và khi mà các bạn để nguội phần cháo nó cũng sẽ không có bị chảy nước. Các bạn quấy thêm 5 phút nữa là cháo sẽ chín. Sau khi mà các bạn đã lấy được một cái phần cháo như thế này rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây cái phần hành lá. Phần hành lá, nếu như có tía tô thì các bạn thêm tía tô vào. Đây là cái phần hành khô này, hành phi, và thêm một chút xíu thịt sườn băm đã xào ở đây nha. Đó, và đến đây thì mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.